Mình xin chào các bạn nha. Thì hôm nay chúng các bạn đã nhìn thấy đây là một chiếc Exciter hai càng màu đỏ ha. Xe này là của người dùng, cửa hàng Mai Duyên mới vừa thâu. Màu đỏ nha các bạn. Đây mình quay cho các bạn xem ha, tham khảo luôn cái cản nè. Xe này thì cửa hàng nói với mình là còn nguyên zin đó các bạn ha, biển 4 số luôn, 83S68440. Chính chủ luôn nha các bạn. Thì cái người này đến đổi mua một chiếc quay y, quay 125i đó các bạn. Chút xíu rồi mình nổ máy cho các bạn xem, các bạn coi cái đát nè, cái đời nè đây ha, đó đời 2010, đời 2010 đó các bạn. Mình xem luôn phía sau thì lỡ rồi ha. Xe này là mua của người dùng cho nên là cửa hàng chưa dọn dẹp gì hết luôn nè các bạn, còn nguyên si nha. Đó, chính hiệu của người dùng đó các bạn. Người ta đến đây người ta đổi xe, tại vì cơ bản là cửa hàng Mai Duyên là có thu xe cũ và đổi mua xe mới đó các bạn ha. Về giá cả thì các bạn vui lòng mình alo cho cửa hàng, mình sẽ để số điện thoại ở trên màn hình ha, các bạn vui lòng mình alo nha. Cần số nè, cái này là màu xanh đúng không các bạn? Cần số nè, chỗ này nó chóc nè ha, nó bị bung ra. Không sao, nó vậy đó, lốc thì nó chóc nhiều rồi nè. Giò đạp cần cây chổi nè, còn nguyên hết đó các bạn ha. Về giá cả thì các bạn vui lòng mình alo cho cửa hàng nha. Nhiệm vụ của mình là mình sẽ cố gắng quay thật là kỹ cho các bạn xem. Vì mấy chiếc Exciter 2010 này thì hiện giờ cũng có nhiều bạn đang tìm mua đó các bạn. Yên nè. Ha, đây, xem ở dưới nha. Các bạn xem số sườn nè. RL ha. Đó, 10 AI đó các bạn, là hàng 10 ha. Cái cản này là chưa sơn luôn nha các bạn, còn nguyên nha. Ha. Ốc nè. Nguyên si hết, cửa hàng không dọn luôn nha các bạn. Bình xăng nè. Xe này là chưa có làm đẹp nha, chưa tút tát làm đẹp gì hết các bạn. Bạn xem cái ô đồ ha. Đây. 49.300 cây số. Đó. Chìa khóa là còn một cặp nè các bạn. Đó. Chút xíu để mình đề máy ha. Mà xem nè, mấy cục gù này thì nó xét hết rồi. Đó, xét thôi nha. Bây giờ mình đến phía trước. Đây. Chốc rồi ha. Bên cần thắng thì còn đẹp hơn. Đời 2010, côn tay nha các bạn, màu đỏ luôn. Ốc nè. Có phần phụ có thì đây. Chỗ này bị xì nhớt các bạn. Ha. Xì một cây rồi. Két nước nè. Két nước còn đẹp đó các bạn. Ha. Còn đẹp đó, như vậy là đẹp đó các bạn. Có điều là bị che bởi cái này nữa nè. Đây, phục trước nổ nhiều rồi ha. Đẹp phanh nè, Nissin nè, còn vàng ống ha. Mấy này là còn hết nữa các bạn. Đó, tắt đèn cho nó rõ ha. Đây, vành thì cũng chóc hết rồi ha. Khuột nè. Chóc nhiều. Nhưng mà áo thì còn khá đó các bạn ha. Đây. Các bạn nhìn nè ha. Tí nữa đi mình qua bên kia cho các bạn xem. Đây là phần động cơ phía bên này, lốc nồi ha. Giò đạp nè. Xét ha.
lóc bên này thì nhìn còn đẹp hơn. Đây, chân trống luôn nè. Xe này là chính hiệu, là của người dùng, chính chủ nha các bạn. Phuộc nè. À, bên này chóc nhiều ha. Ốc nè. Đây, các bạn xem ở dưới này nha. Bây giờ mình sẽ nổ máy nha. Mình tắt đèn đi. Canh ti rất là chậm các bạn. Các bạn nghe này nha. Thì rất chậm luôn. Mình mở đèn cho các bạn xem. Đây, đèn sương mù ha. Đó. Đó, mở đèn đó các bạn ha. Canh ti rất chậm luôn các bạn. Các bạn nghe ganti không? Rất chậm ha. Rồi. Về giá thì các bạn vui lòng mình alo cho chị Sương. Mình sẽ ghi số điện thoại của chị lên trên màn hình ha. Biển 4 số chính chủ nha các bạn. Xe là cửa hàng á, là nói với mình đó là máy móc zin hết, tại xe của người dùng đó các bạn. Đồng thời mình sẽ ghi luôn cái địa chỉ cửa hàng nữa ha. Cửa hàng Mai Duyên, địa chỉ là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, Sóc Trăng đó các bạn. Màu đỏ 2010 côn tay 4 số ha. Bây giờ mình sẽ khép lại cái video này ở đây nha. Bạn nào quan tâm thì mình có thể đến ngay cửa hàng mình xem xe trước. Tại vì mình đăng lên YouTube này thì rất là nhanh nha. Chậm tay có thể là sẽ mất hết đó các bạn. Xin chào các bạn luôn nha.